Sáng nay tại căn cứ Hải quân 4, đảo Batam, Indonesia đã diễn ra lễ khai mạc luyện tập chung giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia với tên gọi Codex Chanjutsu BI. Cuộc luyện tập chung song phương giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia là cuộc luyện tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn giữa Hải quân hai nước, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau trên cơ sở hợp tác song phương và hợp tác quân sự về an ninh hàng hải. Tại lễ khai mạc, đại diện của Hải quân hai nước đã thống nhất kế hoạch và nội dung luyện tập chung. Codex 22BI là cuộc luyện tập song phương đầu tiên giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia, là dấu mốc quan trọng nhằm triển khai cụ thể hóa thỏa thuận về quy trình chuẩn luyện tập chung giữa Hải quân hai nước đã được hai bên ký kết vào tháng 12 năm 2021. Đây là lần luyện tập chung đầu tiên, nên chúng tôi nhấn mạnh vào việc tăng cường sự hiểu biết cho các sĩ quan hải quân về quy trình chuẩn trong luyện tập chung giữa hai bên nhằm đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động chung thường xuyên và đa dạng hơn trong tương lai. Cuộc luyện tập chung được chia thành 3 giai đoạn gồm giai đoạn tại bến, giai đoạn trên biển và giai đoạn sau luyện tập. Trong đó trọng tâm là giai đoạn trên biển với phần luyện tập thực binh có sự tham gia của tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ của Hải quân Nhân dân Việt Nam và tàu KRI Bung Tomo 357 trực thăng HS-1311 của Hải quân Indonesia tại khu vực biển phía đông đảo Bintan trong 2 ngày. Lực lượng hải quân của hai nước sẽ cùng phối hợp hiệp đồng thực hiện các khoa mục xử lý các tình huống an ninh hàng hải như tiếp tế trên biển, vận động đội hình chiến thuật, luyện tập ánh đèn, chụp ảnh đội hình, cờ hiệu, tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố máy lái. Tàu đã làm công tác chuẩn bị và cán bộ chiến sĩ tàu tổ chức huấn luyện, thành thục các khoa mục và quyết tâm hoàn thành tất cả các nội dung, góp phần xây dựng lòng tin, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước và qua đó thì nâng cao cái vai trò vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thông qua Codex 22BI, hải quân của hai nước sẽ trao đổi, học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm quý báu, từ đó thúc đẩy hợp tác giữa hải quân hai nước trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển giáp danh, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.